Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Toyota Yaris size 018 bị chê thảm hại so với các đối thủ cùng phân khúc. Ford Ranger bản Philippines thiếu nhiều tính năng so với bản cho Việt Nam. Ngoài ra còn có rất nhiều tin tức thú vị khác, mời các bạn xem đến cuối video. Toyota Yaris 2018 hatchback bị chê yếu và cũ. Trong đánh giá mới nhất của CNBC, Toyota Yaris 2018 hatchback bị nhận xét là rẻ tiền, chạy ồn và trông lạc hậu. Động cơ yếu, thiết kế thiếu ấn tượng, chất lượng nội thất không thực sự nổi trội. Trang bị nghèo nàn, khá khó hiểu khi Toyota Yaris hatchback 5 cửa vẫn được duy trì tới năm nay theo nhận xét của CNBC. Thiết kế nhỏ, không gian chật chội. Mẫu Yaris 2018 hatchback mới tuy có thiết kế 5 chỗ nhưng chỉ đủ rộng cho 4 người lớn. Nếu ngồi 5 người e rằng sẽ rất chật chội, khoang để đồ hẹp, nếu đi du lịch vài ngày sẽ là cả một vấn đề. Thực tế, Toyota có nhiều lựa chọn tốt hơn Toyota Yaris 2018 hatchback, chẳng hạn mẫu sedan Yaris IA, giá phù hợp mà trang thiết bị cũng tốt. Khó trách được Toyota bởi Yaris 2018 hatchback bản cơ sở chỉ có giá $15,635 tại thị trường Mỹ. Đây là bản giá rẻ nhất trong số các mẫu xe mới của Toyota. Tuy nhiên, giá thực tế của xe với sự lựa chọn chấp nhận được phải là $16,760. Toyota Yaris 2018 hatchback cũng có một số điểm sáng đáng khen ngợi như việc tích hợp hệ thống cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn và đèn pha tự động trên tất cả các mẫu xe, kể cả bản cơ sở rẻ nhất. Nếu có thể chỉ thêm vài ngàn đô la, khách có thể đã chọn bảng SE giá $19,335. Tuy sử dụng hộp số sàn 5 cấp nhưng có thêm nhiều nâng cấp mới như mở cửa không cần chìa khóa, kiểm soát hành trình vốn không có trên bản Yaris tiêu chuẩn. Nếu muốn tìm kiếm một chiếc xe giá rẻ chủ yếu đáp ứng việc đi lại, Toyota Yaris 2018 hatchback sẽ là sự lựa chọn có thể cân nhắc. Nếu không, bạn sẽ có vô số sự lựa chọn khác tốt hơn. Cũ và lạc hậu. Toyota biết rất rõ triết lý tạo ra một chiếc xe tin cậy mang lại giá trị thực sự hơn là cố thay đổi theo cách không giống ai. Đôi khi triết lý đó cần thiết nhưng lại áp dụng sai trên Yaris. Nhiều năm qua, dòng xe này tụt hậu so với các đối thủ, thậm chí lạc hậu hơn cả so với những người anh em của nó. Trong 5 năm qua xuất hiện khá nhiều mẫu xe tốt cỡ nhỏ, mặc dù chất lượng không cao nhưng giá thành lại rất rẻ, dành cho những người ít tiền nhưng vẫn mong muốn sở hữu xe hơi. Trong số này, phải kể đến các model được đánh giá tích cực như Honda Fit, Kia Rio và Ford Fiesta. Nó cho thấy nhà sản xuất có thể làm ra những mẫu xe rất nhiều người mong đợi với giá cả chấp nhận được. Các mẫu Corolla IM và Yaris IA có giá chưa tới $19,335 nhưng mang lại cảm giác xe hiện đại, có thiết kế mới và trang bị hiện đại. Còn Yaris hatchback không có thay đổi đáng kể nào, nhà sản xuất thậm chí không cần chê đi sự rẻ tiền của nó. Tất nhiên, xe rẻ vì vật liệu nhựa cũng nhiều lên, nhưng không giống đối thủ tạo sự khác biệt bằng nội thất bắt mắt. Yaris hatchback mới trông cũ kỹ và lạc hậu. Hệ thống thông tin giải trí của xe như đã xuất hiện cách đây nhiều năm, các chi tiết cabin cũng được thiết kế rất thô và thiếu gọn gàng. Xe chạy ồn, cảm giác lái thiếu tin cậy. Cơ cấu xăng số của Yaris 2018 hatchback không thực sự mượt mà. Động cơ dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất 106 mã lực được coi là yếu trong phân khúc. Xe ồn, có thể nghe rõ tiếng gió trong cabin. Vô lăng nặng, xe bồng bềnh khiến cho cảm giác lái thiếu tin cậy. Việc trang bị tính năng cho Yaris hatchback mới cũng rất lạ. Tất cả các model đều có đèn pha tự động nhưng lại thiếu tính năng đèn tự động. Cũng cần biết rằng tính năng đèn pha tự động có độ phức tạp cao hơn và chi phí trang bị cũng sẽ tốn kém hơn. Bản cơ sở của Yaris hatchback mới được trang bị hệ thống thông tin giải trí Entune của Toyota nhưng lại thiếu vắng tính năng kiểm soát hành trình, vốn chỉ có trên các bản cao cấp. Ngoài ra, chỉ bản cao cấp hơn mới có hệ thống mã hóa khóa tự động chống trộm. Hệ thống này ngăn động cơ không cho khởi động nếu không nhận được chìa. Việc trang bị công nghệ này chẳng tốn kém thêm đồng nào, nhưng vẫn không hiểu sao Toyota không tích hợp cho Yaris 2018 hatchback bản cơ sở. Nói chung, nếu bạn muốn tìm kiếm một mẫu xe nhỏ, tin cậy, sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn Yaris 2018 hatchback như Corolla IM, rẻ hơn Yaris, hoặc là bản sedan Yaris IA mới. Ford Ranger bản Philippines thiếu nhiều tính năng so với bản cho Việt Nam. Ford Ranger 2018 tại Việt Nam, phiên bản Wild Track mạnh ngang ngửa Raptor và có nhiều công nghệ tự động. Động cơ biturbo diesel dung tích 2 lít và hộp số 10 cấp vốn được Ford trang bị trên xe Ford Ranger Raptor tại Thái Lan sẽ được đưa vào Ranger Wild Track tại Việt Nam. Theo thông tin từ sự kiện nội bộ dành cho đại lý Ford, mẫu Ranger mới năm nay sẽ được phân phối với 8 phiên bản.
Ranger Raptor được khá nhiều người kỳ vọng sẽ không xuất hiện trong danh mục sản phẩm, thay vào đó là phiên bản Wine Truck với trang bị động cơ và hộp số giống hệt. Ford Ranger Wine Truck cao cấp nhất sử dụng động cơ diesel tăng áp kép, dung tích 2 lít, công suất 213 mã lực tại 3.750 vòng phút và mô men xoắn 500 Nm tại 1.750 và 2.000 vòng phút. Hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động 2 cầu. Hiện tại vẫn chưa rõ phiên bản này có dùng chung hệ thống giảm xóc với Ranger Raptor hay không. Phiên bản Wine Truck thấp hơn được trang bị động cơ diesel tăng áp đơn, dung tích 2 lít, công suất 180 mã lực tại 3.500 vòng phút và mô men xoắn 420 Nm tại 1.750 và 2.550 vòng phút. Hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động chỉ một cầu. Đây cũng là động cơ và hộp số được đưa lên phiên bản Ranger XLT số tự động. 5 phiên bản thấp hơn có động cơ diesel 2.2 lít, công suất 150 mã lực và mô men xoắn 375 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp hoặc là hộp số sàn 6 cấp, hệ dẫn động 1 hoặc 2 cầu tùy chọn. Ngoài động cơ mới, Ford Ranger 2018 còn có thêm nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh, hệ thống hỗ trợ tự động lùi xe vào bãi đỗ và phanh tự động khi gặp vật cản phía trước. Thiết kế xe Ranger 2018 có khả năng giống phiên bản tại Mỹ theo hình minh họa trong tài liệu giới thiệu sản phẩm. Phần cản trước giống hệt kiểu Ranger Raptor, tuy nhiên bề ngang thân xe vẫn giữ nguyên như trước. Theo dự kiến, Ford Ranger sẽ được bán ra với 8 phiên bản gồm XL 2.2 4x4 MT, XLS 2.2 4x2 MT, XLS 2.2 4x2 AT, XLT 2.2 4x4 MT, XLT 2.2 4x4 AT, XLT 2.0 4x4 AT và Wine Truck 2.0 4x2 AT và Wine Truck 2.0 Biturbo 4x4 AT. Giá xe vẫn chưa được hé lộ, thời điểm mở bán được phía đại lý dự báo khoảng tháng 9 tới. Hiện nay đã có khoảng 200 xe Ford Ranger Wine Truck 2018 về nước, nhưng đây là lô xe thuộc bản xuất cho Philippines, thiếu trang bị so với phiên bản 2017 tại Việt Nam. Những chiếc xe này được nhập tạm về và sẽ giao ngay trong tháng 7. Phiên bản Ranger 2018 thực sự cho Việt Nam sẽ được nâng cấp với nhiều công nghệ nói trên. Ford Everest 2019 rất khủng sắp về Việt Nam. Đại lý dục dịch nhận đặt cọc Ford Everest 2018 sắp về Việt Nam. Một số đại lý của Ford đã dục dịch nhận đặt cọc mẫu SUV Ford Everest 2018. Động thái này được cho là để giữ chân khách hàng trong bối cảnh xe nhập chưa thể về nước trong nhiều tháng qua. Vào những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2018, trên các kênh mạng xã hội đã rộ lên thông tin Ford Everest phiên bản mới sẽ được đưa về Việt Nam vào tháng 9 năm nay. Dù mẫu xe này còn chưa được ra mắt, hãng xe Mỹ mới dự kiến giới thiệu dòng xe này vào trong tháng 6 này. Tuy nhiên tại Việt Nam, để giữ chân khách hàng, nhiều đại lý đã nhận việc đặt cọc và hứa hẹn sẽ sớm đưa xe về bàn giao cho khách. Tại đại lý Ford Hà Thành, đại lý này cho biết hiện giờ khách đã có thể đặt cọc trước mẫu xe Ford Everest với mức tiền khoảng 20 triệu đồng. Thời gian Ford Everest về Việt Nam dự kiến vào quý 4 năm nay, sớm nhất vào khoảng tháng 9, tháng 10. Ở một số đại lý khác, thời gian Ford Everest 2018 đưa về cũng dự kiến trong quý 4. Tuy nhiên, các đại lý cũng không chắc chắn thời gian cụ thể. Về giá bán, các đại lý chưa đưa mức giá chính thức mà chỉ thông báo sẽ cung cấp giá bán chi tiết sớm hơn cho khách hàng. Ford Everest đời mới được cho là sử dụng chung nền tảng khung gầm với Ford bán tải Ford Ranger, với động cơ diesel 2.0 biturbo như mẫu Ford Ranger Raptor vừa ra mắt. Động cơ này giúp sản sinh công suất tối đa 210 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 Nm. Đi kèm với hộp số tự động 10 cấp, mẫu xe này cũng sẽ có thêm phiên bản sử dụng động cơ 3.2 5 xi lanh như đời trước. Tại Việt Nam, vì vấn đề nhập khẩu, Ford Everest chỉ có doanh số lè đẹt suốt từ đầu năm đến giờ. Tính chung với mẫu xe Explorer, hai mẫu xe này hàng tháng chỉ bán được trên dưới 100 xe và đang giảm dần qua từng tháng. Đến tháng 4, Ford chỉ bán được có 48 chiếc Everest và Explorer. Cũng về vấn đề xe nhập khẩu, mẫu xe bán tải Ford Ranger hiện nay rất khan hàng. Doanh số bán hàng tại Việt Nam của mẫu xe này đang giảm dần, từ khoảng 1.500 chiếc hồi tháng 1 giảm xuống còn có 73 chiếc vào trong tháng 4. Đại lý Ford Hà Thành cho biết nhu cầu mua Ford Ranger cũng khá cao, nhưng do nguồn xe khan hiếm nên khách hàng phần nào cũng chưa có ý định chốt xe. Trong khi đó, theo nhân viên kinh doanh của một số đại lý, các mẫu xe khác được Ford lắp ráp tại Việt Nam vẫn bán bình thường vì nhu cầu không cao. Năm 2018 được cho là năm khó khăn đối với Ford Việt Nam khi liên danh xe Mỹ phải chịu quá nhiều vấn đề nan giải, từ các vướng mắc về nghị định 116 khiến không thể đưa được xe về nước đến một số vấn đề của xe lắp ráp. Tuy nhiên, đại diện của hãng này cho biết hãng cũng đang rất nỗ lực duy trì sản xuất và làm việc với các đại lý,
cùng chung tay vượt qua giai đoạn sóng gió này. Ngoài một số mẫu xe nhập khẩu, Ford Việt Nam sẽ dự kiến đưa vào lắp ráp thêm một số mẫu khác để bổ sung đa dạng nguồn cung ra thị trường Việt Nam. Các bạn đang xem video trên kênh Dazzle Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa đẹp mắt và sắc nét. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để ủng hộ cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn ngày mới tốt lành và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.